Chào cả nhà nha. Giới thiệu cả nhà cây điều rút gió nọ. Mẫu này đã được cải thiện về phần rút. Cái đợt đầu tiên làm cái điều này á, thì ở đây em phải quấn băng dính để khi anh em rút ra. Khi anh em rút ra thì sẽ có một cái điểm gư ở đây. Đó, nó sẽ gư lại. Đó, có cái khớp, gọi là có cái khớp nó sẽ giúp anh em kéo không bị tuột, đúng không? Thì cái mẫu này là cái mẫu đầu tiên. Đó, thì không có cái gơ. Nhưng mà khi anh em hụt quen á thì anh em chỉ kéo đến một phần nhất định thôi. Đó. Đó, thì kéo đến cái phần nhất định là anh em dừng lại, anh em hụt. Còn mới mua điều mà chưa quen á thì chắc chắn sẽ rút bị tuột ra hết. Còn cái này sẽ có cái gơ thì kéo nó sẽ khó kéo. Đó, thấy chưa? Nó dừng lại đây. Thôi, em sẽ hướng dẫn anh em cách châm nước và thay nước. Sau khi anh em nhận hàng về, đúng không? Nhận điều về. Anh em cầm rút ra và trực tiếp đổ nước vào nọ. Đó, em chuẩn bị được cái rồi. Ví dụ nhá, anh em sẽ đổ vào nọ, vừa đổ vừa hút ngược lên. Vừa đổ vừa hút ngược lên để nước sẽ vào ở đây. Đó. Ví dụ nhá, hiện nay là em đã đổ nước rồi, con ví dụ cho anh em. Đó, vừa đổ này, vừa đổ vừa hút ngược lên này. Đó, ví dụ đấy, đổ làm sao mà nghe tiếng kêu là anh em dừng lại và anh em đồng thời anh em xịt nước dư ra, xịt được cái nước dư ở trong điều ra thôi nhá. Đó, thôi là nước sẽ ra. Đó, là bây giờ trong điều đã đủ nước rồi, anh em hụt sẽ kêu thôi. Đó, còn khi anh em rút ra muốn thay nước toàn bộ cả cái ống này, anh em rút ra bình thường. Đó, rút ra ba bắn ở đây, bắn này ra. Đây sẽ là có chức năng chống tràn nước, chống tràn nước ở đây. Đó, một cái vòi ống hút sẽ gấp đôi lại, khi nước chảy xuống đây thì nó sẽ không bị đủ được ra. Đó, nhưng đây sẽ có một cái lỗ thì để có tác dụng là để thông khói thôi. Đó, còn đây sẽ là chống tràn, đơn giản thôi. Đó, anh em đủ được ra. Đó, gọi là vệ sinh, đúng không? Tiếp tục vặn lại, hoặc là anh em đủ nước vào anh em sọc xong rồi vặn lại. Đó, đơn giản thôi. Còn 3-4 ngày anh em làm sọc một lần hoặc là một tuần, ví dụ thế. Còn khi đổ đụt vào rồi, đơn giản thôi, vừa đụt đẩy vào bình thường nhẹ nhàng và châm nước. Đó, châm nước. Đã đủ được nhá, tiếp luôn này. Đó, quay lại tiếp tục là quay lại là thổi. Đó, được không ra. Và anh em chuẩn bị một cái lông gà sói nha. Tất cả điều là đều anh em mang sói bằng lông gà. Nếu anh em sói bằng vật liệu cứng thì mất tiếng và em không bảo anh tiếng. Đó, em chỉ bảo anh phân kéo chảy nước hoặc là rắn phợt, em bảo anh cho anh em. Còn mất tiếng thì em chịu nhá, chịu chết, phải thay hết cả cái cục này luôn. Đó, chỉ lấy lông gà sói thôi. Đó, rồi anh em hút. Tiếp tục là khi anh em đóng lại á, anh em có cái nút nỏ đây. Đó, anh em đẩy vào. Đó, đây, đơn giản không? Đây lại, đây,
Cái này sẽ có chức năng chống đổ, chống tan nước. Đấy lại, không tan nước. Đó. Còn cái điều bình thường anh em hút thì anh em cứ để điều thẳng thôi. Còn anh em nhiều lúc anh em hỏi là chống tan được không? Thì chắc chắn là chống tan nhưng mà không thể tuyệt đối được. Nước thì không thể tuyệt đối là 100% nó không ra được được. Thì khi mình dốc ngược thì nó bị sốc ngược, nó vẫn sẽ ra một vài giọt ví dụ thế. Còn bình thường anh em hút điếu thì anh em phải để thẳng mà đúng không? Đó. Có cái túi da đi kèm đấy. Anh em bỏ vào đây. Thì theo cái chiều miệng ở đấy thì cầm cái sạch ở đấy mà đốt lên. Đó. Túi này là bỏ được mấy lửa này. Và thuốc lao. Chặt thử anh em một bí thuốc lao nhá. Đây là điều khách mua rồi nên là em đưa ra thử luôn. Quay video hướng dẫn cho khách luôn. Đây. Hút nha. À, xịt bình thường. À, nhiều khói lắm. Ok. Điều đây. Nhẹ nhàng.